Em Chiến Bình Định chào tất cả các bác. Thì đây là những bộ dây AV, dây loa, dây AV bãi xịn và những sản phẩm chính hãng cập bến là ngày hôm qua mà em chưa có thời gian mà nên em mới quay cho các bác nè. Các bác nào có nhu cầu về những bộ tín hiệu cũng như là dây loa, dây AV để hỗ trợ với những bộ dàn cao cấp các bác đang sử dụng ở nhà, thì các bác thấy mới chơi thường thấy đơn giản là những bộ dây AV chỉ là một sợi dây thôi. Đấy, có gì đâu mà lại đắt như thế. Khi các bác đã vào chơi rồi các bác mới trải nghiệm được cái chất âm của nó mang lại nha. Dây là một cái truyền tải tín hiệu, nhờ nó mà chúng ta mới dùng được từ CD cũng như là đường tín hiệu và xuống âm ly để khuếch đại ra. Nó là đường đi tín hiệu. Các bác cứ nghĩ như chúng ta đang sử dụng mua một con SH hơn cả 100 triệu, đi đường nhựa nó như thế nào và đi đường đất nó như thế nào đây các bác, thì các bác có thể hình dung ra đường dây xịn và dây thị trường cũng như dây rỉa tiền nó sẽ khác nhau điểm nào. Có nhiều dây đến nói về thương hiệu dây cao cấp dòng high-end thì nó lên cả tỷ một dây cũng có nha bác, hoặc là mười mấy tỷ cũng có nha. Đấy, cái đó chúng ta không thể với tới được. Em không nói là các bác, nhưng mà đối với em cũng chịu thua. Thì đối với những sản phẩm bình dân như thế này, các bác có thể là ví dụ như một bộ vàng 40 triệu chúng ta có thể trích ra 10% để chúng ta sử dụng những bộ dây tốt để đường tín hiệu nó tốt hơn nha. Để ủng hộ kênh và cũng như là để theo dõi những sản phẩm bên em, các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển mà em để trên hàng video, và cũng như là các bác ấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình thì các bác sẽ được cập nhật và liên tục những video sản phẩm hàng về và cũng như là video test để các bác cùng nghe và thẩm âm. Rồi em đi vào nhân vật chính luôn để các bác khỏi chờ lâu. Thì đây là những bộ dây loa và đây là những bộ AV. Đây là bộ AV XLO này các bác, em về được 7 bộ này. Còn đây là dòng, hai dòng đây rất là tầm tiền. Dòng này là dòng đa số là đường này về hàng Mỹ không các bác. Mà ít, hàng rất là ít nha các bác. Tại bây giờ mùa dịch cũng như là thị trường đang là biến động cũng như hàng rất là khó về, nên nó không dồi dào như lúc trước được. Nên đây được hàng về được nhiêu đây nha các bác. Đây là dòng cạc đát này của Mỹ này. Dòng đây là dòng Helling Golder nha các bác, Helling Golder hàng Mỹ. Và đây là dòng của Broad này, Broad của Anh Quốc UK này các bác. Đợt trước em có bán dây loa dòng này này các bác, dây bãi nha các bác. Nên các bác chỉ thấy nó là nó có một cái gì cũ cũ đi, nhưng mà nó không có xước, nhưng mà nó theo thời gian. Thì như những sản phẩm bãi các bác biết rồi, nó mèo nó sẽ theo thời gian nha, nó không có mới ken được như mới đâu. Dây bãi mà. Rồi và em sẽ đi vào từng sản phẩm nha. Thì đây là những bộ dây loa của Pháp. Dây này thì thiết kế theo mẫu rất là giống những dòng Vanden Heuvel, nhưng mà nó là đồng nha các bác. Đồng đây là mã đồng AFC. Dây trong nhiều một chiều, giá rất là tầm tiền. Và dây là sử dụng đồng AFC, đồng siêu mịn nha các bác. Lõi là 5 ly nha. Chất âm dòng này thì phù hợp với các bác nghe nhạc vàng và thích ba giải cân đối hài hòa, và đặc biệt tiếng bass rất là tròn, đặc trưng của những dòng mà sử dụng là OFC, dây đồng mịn nha các bác. Verify nha các bác, L311. Hơi tối, máy Verify L311 nha. Em về được là 6 bộ nha các bác. 6 bộ là dây loa theo tiêu chuẩn của hãng là 2,5 một vế. Và có đầu rack này. Đây. Đầu rack của hãng luôn nha, Verify nha các bác. Dây này giá 3,2 triệu một bộ nha bác. Giá em đã cân đối rồi, đã bao gồm phí ship nha. Dây đồng mịn thì nghi rất là tốt ở dãy trung âm và dãy bass rất là khỏe nha. Dãy chép thì các bác đủ dùng, đặc biệt là dòng OFC thời này nó đều dãy nha các bác. Thì nghe nhạc vàng nó cũng hợp nữa. Giá 3,2 triệu một bộ nha các bác. Em về 6 bộ. Thì đây là những dòng dây mét, nếu các bác nào chơi karaoke á, hoặc là những cái dàn tầm tiền thì các bác cần mà dây nó tốt một tí á, thì nó tránh mua những dòng dây thị trường nhôm mạ đồng nha các bác. Dây 7-8 ngàn ở ngoài tầm tạp hóa đó. Đấy, các bác sẽ càng nghe những dòng dây đó tiếng nó tối, nó tù lắm, tại vì nó nhôm không à, 70% nhôm và 30% đồng, nên là các bác thường để dài lâu dài là nó bị oxy hóa liền. Còn dây này dây Nhật nha, Canred này các bác, Canred của Nhật. Dây này thì 45 ngàn một mét nha các bác, 45 ngàn một mét, tại vì giờ bị lên giá một cuộn là hơn 300 ngàn rồi.
một cuộn giờ em nhập vào là bị nó lên giá nha các bác, là bây giờ hàng khó về nên là chỗ là giao là nó lên giá là hơn gần 400 ngàn một bộ một cuộn như thế này, là giá là 45 ngàn một mét nha. Dây của Nhật nha các bác, dây canh rét của Nhật nha, mắt in da băng nha. Dây này cũng là lõi đồng OFC siêu mịn nhân 3 ly, còn lõi này là 5 ly và công nghệ của hãng thì chúng ta khỏi bàn rồi. 3,2 triệu một bộ nha, có được 6 bộ này. Và tiếp theo là dòng dây XLO, em về được 7 bộ này các bác. XLO cũng là dây bãi, rất còn rất là đẹp nha, nhưng mà những cái này nó sẽ bạc này các bác, bạc này. Cái này chúng các bác có mà về dùng R7 á, xịt vào và đánh là nó bóng lên thôi, tại vì theo thời gian các bác. Đấy, dây bãi á. Bộ này là giá là 2,3 triệu XLO. XLO Electric dài dài 1 mét nha các bác. Em về được 7 bộ AV XLO. Các bác thấy đẹp không? Rất là chắc luôn. Hàng tuyển về còn rất đẹp nha các bác. Đồ đẹp trên 95% hết. XLO là 2,3 triệu. Và đây là dòng dây tầm tiền, giá 1 triệu của Cạc Đác nha các bác. Cạc Đác dây Mỹ nha. Cạc Đác Hurling Gold. Polygon trong nhiều 1 triệu mắt in gold. Dây này giá 1 triệu nha các bác, rất là tầm tiền này. Các bác nào có dàn nhỏ nhỏ thì chúng ta chơi dây này, dòng dây thương hiệu. Và đây cuối cùng, đây là dòng Broad, giá là 2,5 triệu một bộ nha các bác. 2,5 triệu một bộ, dây dài 1 mét, dây rất là to và cầm chắc nịch luôn nha. Dây bãi thì chúng ta khỏi cần bàn về chất lượng rồi. Mua dây bãi thứ nhất là tiết kiệm được một nửa giá thành, và hàng bãi nó cũng không phải là xấu nha các bác, nó đẹp lắm. Dây AV mà bên nước ngoài nó xài thì nó cũng không có làm gì đâu, mình cũng kém như phía sau mình thôi, chỉ có bụi bặm thôi chứ làm sao mà trầy được nó được. Đấy, đẹp, mà đến UK nha các bác. Được trước em về dây loa như đường này không có nha các bác, rất là đẹp. Dây dài 1 mét, có thể dây nữa này, rất là to, 1 mét nha các bác. Giá là 2,5 triệu một bộ nha. Bộ ác thì em về khoảng là 12 bộ nha, mua được 12 bộ. Mà chỉ có con XLO này là có 37 bộ thôi. Còn Cạc Đác thì 2,5 triệu này, XLO 2,3 triệu. Còn tầm tiền thì giá 1 triệu chúng ta có Cạc Đác này, Helling này và dây loa. Thì đấy, em về được 6 bộ. Của Pháp thì các bác nào lựa chọn thì alo em, nó mềm dẻo đó và chất tiếng rất là hay, đậm đà. Bass mềm nha, dòng này ra tiếng bass rất là mềm, trải âm rất tốt. Hay bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho anh Chiến. Với những sản phẩm nó giá thành nó cao thì các bác cọc tiền giúp em. Còn đối với những sản phẩm nó tầm tiền thì em có thể ship code cho các bác nha. Nên các bác khỏi cần lên tay để phải ra ngân hàng nó cực. Hay hai số điện thoại của em, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt những sản phẩm các bác yêu thích, em gửi hàng tận nơi. Vâng, và tiếp tục thì hôm nay là em lại tiếp tục cập bến là 50 bộ nữa nha các bác. Vừa rồi thì hai được thì em đã về khoảng hơn 100 bộ các bác, đều anh em lấy rất là nhiều. Tại vì sao các bác, dòng dây này được anh em ưa chuộng không? Tiếng nó sáng, nó là dòng đồng mà bạc nha, đặc trưng của Lipton. Tất cả những dòng dây loa hay là dây AV của hãng đều được là họ làm theo tiêu chuẩn của hãng là mà bạc hết nha các bác. Mà bạc thì những dòng này đồng mà bạc chứ không bạc không nha các bác. Bạc không thì không có giá đâu, bạc không thì rất là khó nghe, nó sẽ chói. Tại sao hãng sẽ sử dụng công nghệ đồng mà bạc mà dòng Lipton này của Mỹ này thì giá nó sẽ đưa ra, hãng đưa ra rất là hợp lý cho chúng ta. Đấy, trong nhiễu 1 chiều và hai đầu hai vế đều có cục lọc nhiễu cao cấp của những hãng danh tiếng như là KG và hãng TDK. Những lọc bãi xịn không nha các bác. Đấy, hai đầu trong nhiễu luôn nha các bác, chai Lipton. Dòng dây này các bác phối ghép rất là dễ, tất cả dòng loa hay là âm ly nào các bác cũng thể phối ghép chơi được, tại vì tiếng nó mượt và độ nhẹ cao, nó nhờ công nghệ mà bạc của hãng Lipton mà các bác sẽ trải nghiệm được chất âm nó rất là bay và thoát tiếng, nghe rất là nhẹ nhàng, cảm giác nghe nó sẽ rất là dễ chịu. Và giá em đang cũng bán như giá cũ là 500 ngàn một bộ nha các bác, đã bao gồm phí ship.
Đây là hai vế đầu ra, đây các bác có thể thấy được cái lõi dây luôn nha. Đấy, 500 ngàn một bộ đã bao gồm phí ship, bác nào lấy hai bộ trở lên thì em vẫn free ship cho các bác nha. Thì em mới về sáng nay nhưng mà có 3 bác chốt rồi, lấy 5 bộ rồi còn 45 bộ nha. Thì đây là những dòng dây monitor thì còn được vài bộ này, các bác nào lấy ủng hộ luôn nha. Đây là những dòng monitor giá rỉ cho các bác này, monitor dây 7 Mỹ nha các bác. Dòng dây này thì nó rất là chắc, nó là dòng đồng nguyên chất của monitor, chơi phù hợp với những dàn tầm trung thì rỉ tiền thì các bác sẽ sử dụng dây được, dây xịn được. Dây 7 thì các bác thì nó chỉ có nhu theo thời gian nha các bác, nhưng mà còn rất là đẹp, trên 90% hết nha. Giá là 250.000 một bộ, bác nào lấy một bộ thì em không free ship được nha các bác. Bác nào lấy một bộ thì bao ship là khoảng 300.000, còn các bác nào lấy hai bộ trở lên thì 500.000 bao ship nha. Nên em tư vấn các bác là nên lấy hai bộ trở lên thì em ship cho tiện hơn, các bác cũng đỡ tốn tiền ship hơn. 2 bộ là 500.000, bao gồm phí ship là 500.000 nha các bác. Và đi đến những dòng dây đất, dây này thì phù hợp với các bác mà mình có nhu cầu và nó sự nhẹ nhàng và mềm dẻo về âm thanh. Nó cũng sử dụng là công nghệ đồng nguyên chất nhưng mà hợp đặc trưng của dây đất thì có biết rồi, dây rất là mềm, mềm dẻo luôn. Dây Summer mà các bác thường là sử dụng mua dây loa các bác, Summer thì nó cũng sản xuất dây loa và dây AV, còn dòng là dòng AV nha các bác. AV Martin Germany của Đức, dây dài 1 mét. Dây này nếu mà các bác cầm và cảm nhận thì sờ thôi là khá rất là giống của dòng Van Hill đấy, rất là mềm, cực kỳ xịn sò. Giá là 300.000 một bộ nha, 300.000 một bộ, bác có lấy hai bộ là 600.000 và free ship nha. Dây Đức Summer, dây mèo vàng nha các bác, dây 1 mét, 300.000 một bộ, lấy hai bộ trở lên thì 600.000 bao ship cho các bác nha. Còn dây Monster là 500, còn dây Litton đồng mà bạc cao cấp của hãng Litton USA thì các bác 500.000 một bộ nha. Rồi em giới thiệu những cái sản phẩm mà dây AV xịn sò tầm tiền để phục vụ các bác ở mọi miền tổ quốc để sở hữu và nâng cấp cho chúng ta một chất âm trải nghiệm mới. Các bác nào lấy thì cứ alo cho em tên và địa chỉ thì em sẽ ship hàng tận nơi cho tất cả các bác nha. Qua hai số điện thoại 0978338 14, các bác nhắn tin cho em cũng được hoặc là cứ gọi điện cho em cũng được nha. Bác nào thật sự có nhu cầu á, mình cần những dây xịn sò và giá hơn thành nó vừa phải để nâng cấp bộ dàn chúng ta thì cứ alo cho em nha.